thiệu và mời thạc sĩ bác sĩ Phạm Thế Thành. Vâng, em kính thưa thầy Châu, thưa các thầy, các cô, các anh chị. Thì em cũng rất là vui mừng khi được tham gia cùng với hội hô hấp về các cái chương trình về đào tạo cũng như là các chương trình về hội nghị hội thảo. Thì đây là một cái buổi thì em nghĩ là nó là một cái chương trình chia sẻ một số cái kinh nghiệm trong cái quá trình mà bọn em tham gia công tác chống dịch cùng với các thầy cô, các anh chị ở Bệnh viện Bạch Mai cũng như các bệnh viện khác. Thế sau đấy thì trong quá trình đấy thì những cái mà có thể góp phần đã giúp cho những người mà anh chị có ở các bệnh viện mà chúng ta chưa có cái kinh nghiệm về vấn đề chăm sóc bệnh nhân COVID. Năm 2020 thì tháng 3 năm 2020 thì em được nhận lệnh từ thầy Châu, lệnh là phải sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để chi viện cho anh em Nhiệt đới Trung ương. Vì cái những ca COVID nặng bên chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm về các bệnh nhân nặng. Thế sau hơn 2 tháng ở đấy thì một số vấn đề nhận ra thì chúng em cũng có, nhưng tuy nhiên vấn đề vai trò lúc đấy chỉ là một cái của người làm hồi sức. Đến tháng 8 năm 2020 thì chúng em vào, tháng 7 2020 thì cũng là lệnh vào Đà Nẵng. Nhưng lúc đấy thì chúng ta vào đầy Bệnh viện Đà Nẵng với mô hình là cũng là cái mô hình COVID, nó đối phó với COVID nhỏ. Tức là chúng ta chỉ có một nhóm mấy trăm bệnh nhân COVID, 400-500 bệnh nhân COVID. Cái nó nặng nó không nhiều. Thì đến năm 2021 này thì thực sự là từ ngay cả Hải Dương cũng chỉ là cái COVID nhẹ. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tham gia điều trị, điều vận hành cái COVID. Nhưng đến trung tâm hồi sức 500 giường thì em hay nói đùa với mọi người đấy là trung tâm hồi sức lớn thứ nhì thế giới, là vì tại vì nó lớn sau cái trung tâm hồi sức 1000 giường của Chợ Rẫy. Tại vì cái cũng chẳng mấy khi mà người ta xây dựng một cái trung tâm hồi sức 500 giường, 700 giường cả. Đấy là một số cái. Thì trong thời gian được hơn 2 tháng ở đấy với những cái mà cứ em trải qua thì em sẽ xin một số cái ý kiến vào trong này thì em sẽ có cái quá trình chia sẻ. Thì chúng ta biết là cái COVID đến ngày hôm qua thì nó đã gần 250 triệu người mắc, và cái số người mắc thì càng ngày càng gia tăng, như có vẻ như là xu hướng là từ 170 đến 250 triệu thì nó tốc độ nó chậm lại. Trên thế giới nó tốc độ nó chậm lại thì có nhiều lý do. Nhưng tuy nhiên là cái số bệnh nhân tử vong thì nó cũng có xu hướng nó giảm xuống là cái quan trọng. Thế thì ở Việt Nam chúng ta thì cũng đang đứng ở cái số mà cái số người mắc mới ấy, thì cho ngày hôm qua thì chúng ta cũng đứng là top là 8 trong 10 nước. 8 trên 10 nước trong khu vực châu Á. Thế cái số người mắc mới tăng hơn 3.000 người. Thì đây là một trong cái mà các thầy cô cũng hiểu rõ là cái năng lực đáp ứng y tế của chúng ta nó sẽ là yếu tố tiên quyết để nó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta có đáp ứng được với cái số bệnh nhân không. Thì cái này nó cũng là một vấn đề quan trọng. Thế thì với một cái số như này, nếu chúng ta lên 10.000, 12.000 như thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là khó khăn. Nhưng hiện nay là 3.000 nhưng nó giải rác ở các tỉnh, và cứ mỗi tỉnh một ít nên là có năng lực chúng ta cũng có thể dung nạp được. Thế thì COVID thì cũng như tất cả các dữ liệu mà chúng ta đã biết thì hơn 80% bệnh nhân COVID nhẹ không cần nhập viện. Nhưng tuy nhiên là cái thách thức rất lớn đối với những trường hợp COVID nhẹ mà không cần nhập viện ấy, là quyết định là làm thế nào để cho bệnh nhân không nhập viện, và làm thế nào để trông những người không nhập viện để nó chạy, họ làm thế nào để họ không lây lan ra. Thế thì những trường hợp COVID nhẹ mà hầu như không điều trị, không can thiệp thì chắc là trong số các thầy các cô thì thầy Giáp, thầy Châu sẽ gặp đối mặt với cúm hàng năm rất nhiều. Chúng em cũng làm rất đề tài với Nhật về các đề tài về cúm AH1N1 và H5N1, thì thấy là cái cúm ấy nó cứ tỷ lệ tử vong hàng năm thì không, chúng ta không có cái số chung, nhưng mà chúng ta thấy như bọn em mấy năm trước từ năm 2019 trở về trước thì thường một năm khoảng 30-40 bệnh nhân nhập viện và có tầm khoảng chục bệnh nhân có thể tử vong, như năm bệnh nhân, năm 10 bệnh nhân tùy. Và những trường hợp như thế thì chúng ta thấy là cái mức độ nhẹ thì chúng ta cũng khỏi, mà những bệnh nặng thì chúng ta phải vào các trung tâm hồi sức. Mức độ mà khi mà COVID từ trung bình cho đến mức độ nặng thì có là mức độ mà bệnh nhân khó thở, giảm oxy máu và tổn thương phổi trên tim là trên 5%, thì lúc này cần phải theo dõi sát và điều trị sớm. Thế thì dựa vào một cái dữ liệu như này thì chúng ta thấy là việc phân tầng điều trị COVID là việc rất quan trọng, thì vì nó đảm bảo cho cái nguồn lực của chúng ta phù hợp với cái chăm sóc. Và chúng ta cũng đã có bài học ở thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu, chúng ta rất nhiều bệnh nhân nhẹ nhưng nhập viện, và chúng ta nhập vào viện thì sau đấy thì chúng ta lại đến giai đoạn khi bệnh nhân nặng lên nhiều, chúng ta lại không có bệnh viện để cho những bệnh nhân này. Thì COVID có một cái điểm khác một số virus khác mà chúng ta biết là ví dụ như là
cúm thì nó trong 5 7 ngày thì thường khỏi, hoặc như sốt xuất huyết rồi lại thế thì cũng 7 đến 10 ngày là bệnh nhân thường tới thời gian có thể khỏi được. Nhưng mà cái thời gian trung bình ở bệnh nhân ở trung tâm hồi sức của bệnh viện Bạch Mai chúng em thấy là cái để cho khỏi được cho bệnh nhân trung bình mất khoảng 25 đến 30 ngày. Hay là có những bệnh nhân phải nằm hơn tháng mới bệnh nhân mới ra viện được, kể cả những bệnh nhân rất nhẹ thì cũng phải tầm là để cho âm tính và để cho các cái diễn biến nó hồi phục, nên còn nhóm nặng hơn thì nó mất rất nhiều thời gian. Thế thì các dữ liệu nhìn chung thì chúng ta cũng thấy rõ là cái tỷ lệ mà không có triệu chứng nhẹ như ở Việt Nam cũng giống hệt như trên thế giới, các là nhóm nhẹ mà không có triệu chứng thì nó rất là ít, rất là nhiều, và cái nhóm nặng và nhóm nguy cơ tử vong thì chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng 5 đến 7%. Cái này thì nó phù hợp với các loại virus nói chung và các báo cáo trên thế giới nó cũng phù hợp như thế. Thế thì các cái virus như thế thì khi nào chúng ta cần phải điều viện chị? Thì bản thân đối với virus thì cúm A, cúm COVID-19 thì thấy là nó diễn biến đến mức độ nặng và mức độ nguy kịch, thì có nghĩa là khi bệnh nhân có giảm oxy máu là yếu tố tiên quyết, lúc này là yếu tố tiên quyết. Thế thì cái việc này nó phù hợp cái đợt Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đầu thì chúng ta có những tháng 7, đầu tháng 7 và giữa tháng 7 thì chúng ta có rất nhiều trường hợp bệnh nhân vào viện trong tình trạng là suy hấp nặng và thậm chí là tử vong trong quá trình vận chuyển. Đấy. Thì trong quá trình đó thì rất nhiều cái đội nhóm, thì trong đấy có đội nhóm của tiến sĩ Thu Anh cũng đã tham gia giúp cho các cái người dân Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ các cái phương tiện cấp cứu, nên thì chúng em cũng đã biết qua một số thầy cô anh chị như tiến sĩ Phượng ở bệnh bệnh phổi Trung ương. Nên đây là một trong cái mà chúng ta thấy rõ là vấn đề suy hấp. Thế cái vấn đề suy hấp là vấn đề nổi bật nhất của COVID. Thế khi chúng ta quản lý bệnh nhân suy hấp COVID, chúng ta quản lý suy hấp, nhưng tuy nhiên chúng ta có một số vấn đề khác chúng ta sẽ nói tiếp. Thì trong các bệnh nhân COVID thì chúng ta thấy là trong cái giai đoạn mình nhóm nhẹ, nhóm không có triệu chứng thì nhóm này chiếm tỷ lệ lớn, nhưng mà cái nguy cơ tiềm ẩn của nhóm này chính là nó lây nhiễm và nó bùng lên cho tất cả các bệnh nhân khác. Cho chúng ta thấy là có thể trẻ con nó không có triệu chứng COVID nặng nhưng mà vấn đề là nó mang virus ra và nó lây nhiễm cho tất cả những ông bà già với những người xung quanh, những người bệnh nền. Và đối với nhóm nhẹ, nhóm có triệu chứng ho này thì thường là sẽ hồi phục và tự hồi phục thì bệnh nhân cũng ít can thiệp. Còn nhóm nặng là nhóm nó sẽ ít nhưng mà lại chiếm nhiều nguồn lực nhất. Cái trung tâm hồi sức của Bệnh viện Bạch Mai tại thời điểm cao điểm nhất là nhận gần 350 bệnh nhân, nhưng mà cần đến gần 1.000 nhân viên y tế để hoạt động. Nên là chúng ta thấy là mặc dù số bệnh nhân thì không nhiều nhưng mà cái lực lượng để tham gia công tác điều trị những bệnh nhân đấy thì cực kỳ phức tạp và rất khó khăn, kể cả 1.000 người cứ từ vấn đề nhân viên chăm sóc trực tiếp cho đến bộ phận vận hành. Chúng ta thấy thế thì cái giai đoạn từ mức độ trung bình đến mức độ nặng và mức độ nguy kịch thì chúng ta chịu các cái điều trị kháng viêm, điều trị thuốc kháng virus, điều trị thậm chí là điều trị bội nhiễm. Nhưng mà chúng ta thường là chúng ta bỏ qua cái điều trị bệnh nền, nghĩa là chúng ta thiếu một cái nguồn điều trị bệnh nền. Thế thì trong tất cả các khuyến cáo thì người ta cũng phân tầng để người ta xử lý. Ví dụ như ở Canada thì có mức độ nhẹ thì chúng ta cũng cái thì người ta cũng phân ra các mức độ tầng ngay cả trong vấn đề tầng trong tầng. Nên là chúng ta đối với bệnh nhân trong này thì chúng ta cũng phân là mức độ nặng nhẹ mà. Thế thì cái phân tầng, thế thì khi mà phân tầng như HFNC hoặc là các cái biện pháp khử khuẩn xâm nhập này cũng là một trong cái giải pháp dành cho những trường hợp suy hấp mức độ trung bình và mức độ nhẹ, gọi là ARDS nhẹ và trung bình. Thế thì trong giai đoạn đầu của Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta biết là chúng ta huy động được rất nhiều cái máy thở HFNC. Máy HFNC là một cái công cụ để giúp cho chúng ta có thể chăm sóc được bệnh nhân. Nhưng sau đấy thì chúng ta nhìn thấy một điều là chúng ta kéo HFNC nó dài quá và rất nhiều bệnh nhân thở HFNC cả tuần, ở cả tháng, xin lỗi cả tuần và 2 tuần sau không hồi phục, sau khi bệnh nhân vào trong tình trạng suy kiệt quá bệnh nhân không thể thở được nên chúng đặt ống nội quản 1 2 ngày hôm sau bệnh nhân tử vong. Thì cái điều này cũng là thực sự là một cái ám ảnh đối với các bác sĩ hồi sức cấp cứu hoặc thậm chí các bác sĩ không phải chuyên ngành hồi sức cấp cứu nhưng tham gia, thì các bạn ấy thấy bệnh nhân đang thở HFNC có thể cập sự được, hoặc là bệnh nhân có thể nói chuyện được, khi hôm sau 1 2 hôm sau khi đặt ống nội quản thì bệnh nhân có tử vong. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là có phải là do chúng ta đặt ống dẫn đến tử vong của bệnh nhân hay không, hay là chúng ta thở HFNC kéo dài quá và dẫn đến bệnh nhân tử vong. Nên chưa kể là cái khi mà cái trung tâm hồi sức khoảng 300 giường bệnh ấy, mà vận hành đầy đủ cái HFNC chỉ khoảng 100 HFNC cộng với hơn 150 cái máy thở thì nó sẽ tiêu tốn hết gần 30 tấn oxy một ngày, hay là 30 tấn oxy lỏng một ngày, nhưng mà những nguồn lực nó tiêu tốn khủng khiếp. Còn đối với các trường hợp nặng
thì chúng ta sẽ đương nhiên là chúng ta tầng này là cái tầng gọi là tầng hồi sức, là tầng ICU, thì đây là tầng 3 của chúng ta theo phân tầng. Thế thì trong thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đầu thì người ta không phải nhân phân 3 tầng mà có giai đoạn người ta sẽ phân 5 tầng. Lý do thì chắc các thầy cô anh chị cũng đã nhìn thấy cái ban đầu. Thế thì ngay từ năm 2020 là lúc mà mới xảy ra dịch thì giáo sư Nguyễn Gia Bình là chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu chống độc Việt Nam đã yêu cầu các anh em ở khoa hồi sức tích cực là các thầy là viết là một cái lưu đồ để chúng ta gọi là dễ dàng kiểm soát, coi là đây là một cái biện pháp đối phó. Và trong nhiều năm vừa qua thì từ năm 2013, 12, 13 chúng tôi biết là giáo sư Nguyễn Gia Bình lúc nào thấy bảo là phải chú ý những cái bệnh gọi là dịch bệnh mới nổi. Và thực sự là Covid năm nay thì nó chứng minh cái điều mà thầy Bình thấy lo mà nhiều năm là đúng. Nó là lo, nhưng mà không những là vấn đề diễn biến bệnh mà nó còn diễn biến khủng khiếp hơn chúng ta đang nghĩ. Thế thì khi mà có những bệnh nhân nhẹ như này thì chúng ta sẽ không có cái can thiệp nhiều, chúng ta chờ bệnh nhân đủ tiêu chuẩn ra viện. Và chính cái này thì nó lại chiếm có là cái nguồn lực chăm sóc y tế của chúng ta thì không nhiều, nhưng mà cái số cơ số giường thì nhiều, chúng ta có thể sẵn sàng được. Đối với các cái trường hợp mà mức độ có bệnh nền mà mức độ nặng thì chúng ta cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ theo dõi, thì chúng ta cần phải theo dõi các phòng đặc biệt khi mà bệnh nhân có bệnh nền. Thì cái ngày rất quan trọng trong thời gian vừa qua, trong thời gian mình ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu thì chúng tôi không có kinh nghiệm, chúng tôi cũng không tham gia nên chúng tôi không nắm được. Nhưng khi mà vận hành cái trung tâm hồi sức thì chúng tôi thấy hơn 50% cái số bệnh nhân nằm ở trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai đấy thì có gọi là có đái tháo đường, và thậm chí là đái tháo đường không kiểm soát được bởi những cái HbA1c là vào từ 10 đến 15. Và thậm chí rất nhiều người là vào trong tình trạng cholesterol đái tháo đường, nó là có biến chứng của đái tháo đường. Thế những trường hợp này thì chúng ta cũng cần phải theo dõi. Nhưng tuy nhiên khi những bệnh nhân này chuyển đến cho trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai thì lại phần lớn là từ các cái bệnh viện dã chiến, hoặc là dã chiến quận 7, quận 8, và thậm chí là dã chiến được trưng dụng từ một cái trường học. Thế có nghĩa là chúng ta lại không có cái nguồn lực để chúng ta quản lý các bệnh nền này. Thế chúng ta không có các cái phương tiện, nhưng không có con người chuyên sâu thì chúng ta sẽ khó khăn hơn. Và nếu khi mà chúng ta đánh giá được thì chúng ta thấy bệnh nhân có hay không có suy hấp, thì chúng ta nếu không có suy hấp mà chúng ta chỉ cần thở oxy dòng thấp hoặc là mức độ, và sau đấy bệnh nhân theo dõi đáp ứng. Còn nếu bệnh nhân có suy hấp nặng thì chúng ta thở HFNC hoặc không xâm nhập, và khi nặng lên thì chúng ta sẽ thở không xâm nhập, và sau đấy thì theo cái chiến lược bảo vệ phổi và rút ống nội quản. Đây là một cái lý tưởng, nhiều phần lớn là khi chúng ta sẽ trong trường hợp vừa rồi thì chúng ta thấy là cái rất nhiều bệnh nhân đặt ống nội quản xong rồi tử vong. Thế thì tại sao lại có cái phân tầng nguy cơ này? Thì năm 2017 thì chúng tôi có đi học ở cái gọi là đội cấp cứu thảm họa ở các nước ASEAN, gọi là 9 nước ASEAN do Nhật hỗ trợ cho cái gọi là cái ứng cứu thảm họa giữa các nước ASEAN với nhau. Thì chúng tôi có một số cái kiến thức gọi là kinh nghiệm về cái vấn đề đào tạo, về tập huấn về cái cấp cứu, về cái đội các đội cấp cứu gọi là đội EMT. Cái đội EMT này nó gồm nhiều thành phần, trong đấy thì nó có cả các cái kỹ sư, khi mà nó xảy ra cái vụ lũ lụt hoặc các cái động đất thì không những là các bác sĩ mà thậm chí là có các nhân viên tình nguyện rồi các cái nhân viên về thợ điện rồi tất cả các người khác họ tham gia, họ khắc phục đường xá đi lại, điện đón, tất tần tật các thứ. Thế thì khi mà bệnh viện Bạch Mai vận hành một trung tâm hồi sức 1.000 giường như thế thì cũng 500 giường cũng đã đưa vào tất cả một đội ngũ, gần như đưa cả bệnh viện vào để thiết lập. Trong cái tuần đầu tiên thì đội mà khó khăn nhất, đội vất vả nhất chính là đội vật tư và đội khí y tế. Thế khi mà phân loại như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ là các cái đội, các cái tip như tip 1 là mobile, tip 2, tip 1 là cơ động này, tất cả này thì họ có thể đảm đương mỗi cái tầng này cứu được bao nhiêu bệnh nhân, chăm sóc bao nhiêu bệnh nhân. Và cái này chúng tôi cũng rất mong muốn là Sài Gòn được làm việc, nhưng tuy nhiên là qua cái cách tiếp cận thì chúng tôi cũng thấy là rất là khó khăn để sau mà đến tận sau này thì khi mà có gọi là quân y vào cuộc thì nó dễ dàng hơn khi chính phủ yêu cầu với các đội y tế lưu động. Thì tí nữa thầy Võ Hải Sơn có thể trình bày thì các anh chị sẽ hiểu rõ hơn về các cái vấn đề về đội cấp cứu, trạm cấp cứu y tế lưu động. Và đối với các trạm này thì chúng ta thấy rõ ràng là gì, cái đội mà hồi sức cấp cứu ở tầng 3 của chúng ta đấy, đó là gì, tầng 3 thì nó là cái đội chuyên khoa rất sâu. Nhưng tuy nhiên là cái nguồn lực của chúng ta khi lúc đấy chúng ta lại thiếu các cái bác sĩ hồi sức cấp cứu chuyên sâu, và chỉ có khoảng 10 đến 25% là số người
bác sĩ và điều dưỡng tham gia vào cái điều trị đấy là bác sĩ hồi sức cấp cứu chứ không phải tất cả. Và chúng ta lại thấy là chúng ta chỉ có tất cả các đội từ dị ứng tâm thần thần kinh tham gia hết mà. Để chúng ta có những cái này, nên chúng ta cần phải có một mô hình. Tháng 5 năm 2021 hay thì khi trong một cái dịp đi công tác với Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê thì tôi đã đề xuất với giáo sư Lương Ngọc Khuê là cái mô hình là cấp cứu phân tầng ở bệnh nhân COVID. Và khi lúc đi công tác ở Phú Thọ và đi công tác ở bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thì tôi đã phân tầng và tôi đề xuất là thứ nhất là đối với các tầng là tầng thứ nhất thì chúng ta sẽ luôn luôn chuẩn bị sẵn tất cả trường hợp các phương án về tầng này là những bệnh nhân nhẹ không có triệu chứng và chúng ta biết là không có bệnh nền. Thì lúc này chúng ta gần như giống như là chúng ta chỉ cần là thu dung và theo dõi để phát hiện các dấu hiệu nặng. Thế đối với những trường tầng như này thì chúng ta chỉ cần cái nguồn lực y tế phù hợp để những bất kỳ nhân viên y tế nào có thể tham gia được. Nhưng tuy nhiên là cái đợt vừa rồi Thành phố Hồ Chí Minh nó khó. Một số cái là những khi chúng tôi tiếp cận với những cái trường hợp như này thì chúng tôi thấy là các anh chị không có đủ cái cơ sở để các anh chị quản lý thông tin người bệnh. Và khi mà không có đủ quản lý thông tin người bệnh hay là gì, chúng ta vào với một cái giấy chuyển viện sau khi chuyển đến trung tâm hồi sức với một cái giấy chuyển viện rất là sơ sài, thậm chí là số điện thoại của bệnh nhân lại là số điện thoại liên lạc của gia đình. Thế khi bệnh nhân không may tử vong thì chúng ta không có cái nguồn nào để liên lạc với bệnh nhân, hoặc là chúng ta quản lý thông tin như thế rồi. Nên sau đấy cái tầng thứ hai thì đó là cái tầng này chúng ta có vào các phương tiện sẵn có, ví dụ như là chúng ta có máy chụp cắt lớp, chúng ta có máy xét nghiệm đông máu, chúng ta có các phương tiện này chúng ta huy động một lực lượng vào. Nhưng tuy nhiên trong cái tầng này cũng phải có những cái phòng hồi sức cấp cứu chứ nó không tầng là gì. Thế thì sau khi mà phân tầng như này đến tầng thứ ba là tầng bệnh nhân COVID nặng, là bệnh nhân dã chiến cấp 3, là giống như là chế độ EMT cấp 3 đấy. Thì đội này thì nó sẽ cần những cái vùng tùy tầng vùng. Và cái đội này thì chúng ta biết là nó có những cái mà cái công suất của nó tùy vào cái năng lực đáp ứng vào từng khu vực. Nhưng nếu mà với một cái nơi mà 500 giường hồi sức thì thực sự là khó khăn. Tại vì sao? Chúng ta huy động tập trung vào đi. Và chúng ta tập trung rất nhiều bệnh nhân nặng vào và nguy cơ nhiễm khuẩn đã tăng lên rất nhiều khi mà chúng tôi trải qua, chúng tôi thấy rất rõ. Và trong này thì chúng ta sẽ có những cái tuyến lọc máu để ECMO tất cả các thứ tương ứng đương. Thế thì khi với cái điều kiện như thế thì chúng ta biết là để cho chăm sóc bệnh nhân COVID tại nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một bước tiến dài của cái công tác quản lý bệnh nhân COVID ở trong đợt vừa rồi. Tại vì trong giai đoạn đầu thì chúng ta cũng không dám để bệnh nhân ở nhà. Và nhưng mà khi mà chúng ta để bệnh nhân ở nhà thì chúng ta thấy là gì? Là chúng ta giảm được cái bệnh nhân nằm viện, chúng ta giảm được nguồn lực chăm sóc. Nhưng tuy nhiên là chúng ta lại thấy là rất khó để chúng ta kiểm soát được cái nguồn lây. Đó là đây là một trong nguồn lây. Điểm thứ hai nữa là gì? Chúng ta để bệnh nhân ở nhà thì chúng ta lại không chú ý được điều trị bệnh nền, tức là không có người điều trị bệnh nền. Thế đấy là cái quan trọng nhất. Thế thì cái khi đi được cái sự trao đổi với cái tổ là tổ thông tin của cái ban chỉ đạo phòng chống dịch thì chúng tôi đã thường xuyên, lúc mà đang ở ngoài Hà Nội thì chúng tôi thường xuyên gọi là tổ chức khám telemedicine cho các cái người dân trong Thành phố Hồ Chí Minh một tuần 3 buổi. Thì chúng tôi có 17 bác sĩ thay nhau, chúng tôi thay nhau một cái nhóm tình nguyện, chúng tôi khám cho bệnh nhân. Thế thì khi mà khám như này thì chúng ta thấy là rõ ràng cái chăm sóc tại nhà nó cũng đảm bảo mấy vấn đề. Một là chúng ta phải là khoanh vùng được để cho bệnh nhân không lây nhiễm ra xung quanh. Nhưng thứ hai là chúng ta phải chú ý điều trị bệnh nền. Bởi vì khi trao đổi thì chúng tôi thấy vấn đề rất rõ là bệnh nhân không có đủ điều kiện đi mua thuốc, hoặc là gì, chúng ta không có ai bán thuốc cho mua. Bệnh viện thì không cấp vì bệnh nhân COVID thì không khám, bệnh nhân không trao đổi. Thế thì những trường hợp như này thì nó sẽ làm cho chúng ta không quản lý được bệnh nền của bệnh nhân và chúng ta không có theo dõi. Nhưng chưa kể những người rất lớn tuổi, với 80, 90 tuổi mà người ta không có người phụ giúp để chăm sóc, và rất nhiều trường hợp là gì, con cái không bị mắc COVID nhưng mà chăm sóc bố mẹ sau lây nhiễm. Và trong này thì giai đoạn cao điểm thì bệnh viện quận 8 trong Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phải đưa vào những người nhà và chăm sóc, và chúng tôi thấy là đây là một cái hình thức rất là nguy hại vì chúng ta không xem họ như là cái người bị, người ta gọi là bị bệnh, và sau đấy hoặc chúng ta không trang bị đầy đủ cho người ta thì sẽ dẫn đến hiện tượng là có thể là họ là cái nguồn lây khác, thì khi họ đi ra ngoài đường thì họ không phải là bệnh nhân lúc đấy. Thế thì trong cái việc này như thế thì câu hỏi đặt ra của chúng tôi là làm thế nào để chúng ta quản lý được thông tin, làm thế nào chúng ta quản lý được người nhà bệnh nhân, chúng ta làm thế nào chúng ta quản lý được bệnh nhân ở nhà, và chúng ta phải có những cái thông tin. Cái này thì chúng tôi có chia sẻ với các anh chị các nơi, và chúng ta thấy là có các cái Google Form này nó rất là dễ thì để cho giúp cho chúng ta quản lý thông tin người bệnh, và chúng tôi tự lập ra cái này để chúng tôi hướng dẫn cho các anh chị các nơi.
Và khi mà thợ lập như này thì các anh chị nhìn chung là chúng ta có thể quản lý trên điện thoại, chúng ta có thể nhìn thấy, và trên email chúng ta có thể nhìn thấy được. Và các cái Google Form này chúng ta chỉ cần tích vào, chúng ta sẽ hiển thị là cái thông tin. Và đặc biệt là gì, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái báo cáo rất nhanh, và chúng ta biết báo cáo như ngày nào có bao nhiêu trường hợp chúng ta theo dõi bệnh nhân, ngày nào chúng ta có bao nhiêu bệnh nhân là chúng ta cần nhập mới, và chúng ta các bệnh nhân này có bệnh lý nền hay không, nên là chúng ta biết rất rõ. Đây là một ví dụ. Thế thì cái này cũng tương tự như thế, vì tất cả các này thì những câu hỏi này nó mở, nó là chúng ta có thể sửa được và chúng ta có thể cập nhật được theo thông tin này. Thì nếu các anh chị ở các tuyến mà các bệnh nhân nhẹ, các anh chị hoàn toàn có thể cập nhật được. Tôi thì tôi đã từng đề xuất là nếu mà chúng ta làm như này, thậm chí là chúng ta làm giống như cái QR code ấy, thật là đầu giường bệnh nhân, đầu phòng bệnh nhân, mỗi bệnh nhân họ quét, sáng họ quét, họ thông báo thông tin, chiều quét thông báo thông tin, và chúng ta có thể sàng lọc quản lý thông tin này rất nhanh chóng đối với các tất cả bác sĩ và các cái phòng quản lý bệnh nhân. Và khi mà quản lý thì chúng ta nó lưu hết trên Drive, thì chúng ta sẽ có dữ liệu chung và tất cả ai cũng có thể xem được ở đây. Tức là chúng ta thấy là một cái dữ liệu, cái nguồn dữ liệu rất là lưu trữ được rất lâu. Thế thì tương tự như thế, khi chúng ta xuất một cái file báo cáo thì chúng ta có thể xem dữ liệu đầy đủ thông tin hay là tất cả các trường mà chúng ta mong muốn chúng ta làm báo cáo. Chúng ta báo cáo thì chúng ta biết là có bao nhiêu bệnh nhân có bệnh lý nền hay bao nhiêu bệnh nhân có bệnh khỏe tiền sử này, chúng ta thì hoàn toàn có thể có đầy đủ. Trong trường hợp mà bệnh nhân không có đủ năng lực khai thì người nhà có thể khai được, nên người ở cùng có thể khai thông tin được. Đây là những cái mà giúp cho chúng ta quản lý F0, đó là phân tầng nguy cơ từ cái tầng đơn giản nhất. Thế thì các cái khuyến cáo của WHO thì người ta cũng đưa ra các cái tương tự như thế. Thì chúng ta thấy là gì? Việc đầu tiên là cái mà phân tầng ở cái tầng mà không phải đi viện, đó là phân mức độ nhẹ mà bệnh nhân. Thế thì trong này, sau này thì chúng ta thấy là cái Monopiravir nó đưa vào sử dụng thì đấy là một cái rất là thuận lợi, và cho các cái điều trị sớm, các cái kháng virus trong điều trị sớm. Thì trong này có khuyến cáo điều trị sớm, nhưng tuy nhiên là cái Dexamethasone này, các anh chị chú ý là ở trong thành phố Hồ Chí Minh được vừa rồi thì cũng có nhiều cái khó khăn. Và khi mà chúng gói thuốc và đưa vào cái điều trị Dexamethasone và các corticoid nói chung, thì sau đấy thì rất nhiều bệnh nhân vào trong tình trạng đường máu tăng vọt lên, đường máu bệnh nhân tăng vọt lên, chúng ta không có một cái kiểm soát được đường huyết, mà đặc biệt là dùng hàng tuần khi bệnh nhân không có đi viện được. Nhưng ngày đầu tiên chúng tôi nhận bệnh nhân ấy, thì có ngày đầu tiên mà chúng tôi trực thì tôi nhận được hơn 150 trường hợp yêu cầu chuyển đến trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai. Đó là một trong năm. Và đến hơn 300 cuộc điện thoại từ 7 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều, hơn 300 cuộc điện thoại. Là chị hình dung là cái sức ép nó khủng khiếp. Như thế thì chúng ta thấy là thế thì cái nếu mà chúng ta làm được tốt, có cái mạng lưới thì chúng ta giảm được cái nguồn lực như thế thì nó rất nhiều, và nó giảm được cái nguy cơ gọi là chuyển tầng, chuyển bệnh nhân liên tục các thứ. Và đối với các cái trường hợp này thì chúng ta cũng thấy là tùy vào mức độ, và chúng ta có những cái thuốc mà quan trọng nhất là thuốc kháng virus sớm. Và cái thuốc kháng virus thì chúng ta chú ý là thường như trong cúm ấy, thì nó trong vòng 48 giờ thì có hiệu quả tốt. Nhưng nếu mà nó kéo dài quá 48 giờ thì hiệu quả nó giảm, mà trong vòng quá 7 ngày thì hiệu quả nó rất thấp. Thế thì COVID nó có một cái diễn biến nó khó hơn là nó diễn biến rất muộn. Và khi mà diễn biến muộn thì dẫn đến tình trạng là bệnh nhân, chúng ta không biết bệnh nhân bị mắc bệnh từ ngày nào. Và chúng ta chỉ biết ngày dương tính thôi, chứ thậm chí là rất nhiều người không có triệu chứng mà sau đến nặng dần lên. Cái điều trị tại cơ sở thu dung thì chúng ta cũng biết là cái tầng mà cao hơn, cái tầng ở nhà chính là các cái cơ sở thu dung. Thế cơ sở thu dung này thì chúng ta có nhân viên y tế, cái này gọi là có nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc. Nó khác hẳn cái chuyện kia, cái điều trị tại nhà chúng ta khi nào chúng ta yêu cầu thì mới có nhân viên y tế, có là chúng ta thực sự cần thì chúng ta mới có liên lạc. Và mức độ khuyến cáo người ta gọi là mức độ khuyến cáo mạnh và bằng chứng mức độ 3, cái này thì chúng ta thấy là cái này cũng là một trong cái gọi là các cái khuyến cáo của các chuyên gia họ đưa ra để cho chúng ta có một cái cơ sở để chăm sóc. Thế thì khi mà tại các cơ sở thu dung ấy thì thực tế là chúng ta không có nhiều người có kinh nghiệm để phân loại bệnh nhân. Thế những người mà bác sĩ điều dưỡng họ làm hồi sức cấp cứu và đặc biệt làm cấp cứu thường xuyên thì họ có kinh nghiệm để phân loại bệnh nhân. Thế thì người ta phân loại là ai là người đủ điều kiện chăm sóc tại nhà, ai là người đủ, ai là người phải có nhân viên chăm sóc trực tiếp. Cái này là nó rất quan trọng. Và cái này nếu mà chúng ta không phân sàng lọc, không phân loại tốt thì chúng ta sẽ cho rất nhiều bệnh nhân nhẹ vào viện. Và chúng ta lại để rất nhiều trường hợp nặng ở nhà. Và chúng tôi đã từng chứng kiến những cái chuyện mà chúng ta cho những bệnh nhân nặng ở nhà, và khi mà nặng ở nhà thì dẫn đến cái tình trạng là đặc biệt không phải nặng ban đầu mà bệnh nhân bị các bệnh nền như là bệnh tiểu đường, bệnh xơ vữa động mạch, bệnh tăng huyết áp từ trước, và khi vào ít hôm thì bệnh nhân vào trong tình trạng cắt cụt, tắc chân rồi suy thận cấp,
Thế thì trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, giai đoạn đầu thì chúng ta biết là có cái đội y tế phường là đóng vai trò rất quan trọng để giúp cho cái phân loại và đưa đến các cái cơ sở thu dung, và sau đấy có một số đội mà khi phường nó quá tải, sau đấy một số đội tự phát họ giúp cho người dân có thể có cái xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân đến các cái cơ sở y tế và liên lạc. Và cái nhóm này thì có cái mạng lưới gọi là mạng lưới thầy thuốc đồng hành với hơn 10.000 cái thầy thuốc tham gia vào, và chúng tôi là một trong thành phần mà để tham gia vào với vai trò là tổ chức và điều phối cái hệ thống khám bệnh từ xa, cái telemedicine chúng tôi. Thì cái này thì ban đầu cũng là cái khó khăn của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng giai đoạn sau thì chúng tôi rất mừng là từ tháng 8, cuối tháng 8 thì có cái trạm y tế lưu động do chính phủ điều, cả đặc biệt là cái đội quân y tham gia vào. Nhưng cái trạm y tế lưu động này giúp cho cái người dân được chăm sóc trực tiếp, chăm sóc gần ngay lúc đấy, giảm gánh nặng cho y tế phường. Thế khi mà điều trị như này thì chúng ta thấy là cái kế hoạch mà chúng ta quản lý người bệnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ví dụ yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, chúng ta quản lý bệnh nền, và đặc biệt là chúng ta chú ý cái nguồn lực của cái cơ sở y tế đấy. Vì rất nhiều cái cơ sở y tế, rất nhiều huyện, rất nhiều quận khác nhau, cái cơ sở y tế khác, cái nguồn lực khác nhau. Và cái giai đoạn, có một cái giai đoạn dài thì chúng ta biết là các cái cơ sở y tế này, chúng ta các cái bệnh viện của chúng ta không tiếp nhận bệnh nhân COVID. Và khi không tiếp nhận bệnh nhân COVID như này thì và không tiếp nhận khám chữa bệnh, là chúng ta phải tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh, và dẫn đến là rất nhiều bệnh nhân của chúng ta có bệnh lý nền, ví dụ bệnh tăng huyết áp, bệnh nhồi máu cơ tim cũ, hoặc là thậm chí là các bệnh khác mà chưa được phát hiện ra thì không được cấp thuốc và không được khám từ tháng 4 cho đến tháng 7 hay là đến tháng 8, trong 4 tháng vừa rồi không được khám bệnh. Và bệnh nhân không được khám bệnh nên dẫn đến là gì, chúng ta không có biết mua thuốc ở đâu cả, thì gọi là giãn cách xã hội nên không mua thuốc ở đâu, và chúng ta cũng không nhận được thuốc từ khám, nên dẫn đến một cái điều cực kỳ khó khăn cho người dân trong quá trình theo dõi và phát thuốc. Về sau này thì tôi cũng trao đổi với Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm là bác Phạm Minh Sơn, vì người ta cũng bảo hiểm xã hội, người ta cũng sẵn sàng cấp thuốc cho các, nên nếu trong trường hợp tới, tôi nghĩ là trong trường hợp mà cơ sở y tế của mình ở trong trường hợp nếu không may xảy ra dịch thì chúng ta cũng phải cân nhắc đến cái chuyện mà cấp phát thuốc cho bệnh nền. Thì vì nếu chúng ta thấy là gì, chúng ta không kiểm soát tốt thì cái đây là một trong cái nguồn nó làm cho là tăng cái tử vong. Và cái chuyện là hiện nay thì chúng ta biết là rất nhiều người vào, có những người chúng tôi biết là vào viện trong tình trạng là rất là bệnh nằm, bệnh nhân bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm rồi, đến khi mắc COVID thì bệnh nhân vào viện thì gần giống như một cái áp lực cho bệnh nhân, gọi là bệnh nhân tử vong, và lúc đấy chúng ta quy là bệnh nhân tử vong cho COVID, nên cái áp lực gọi là liên quan tử vong COVID nó cực kỳ lớn, mà nó làm cho những bệnh nhân bệnh nền này không thể thoát khỏi được. Thế thì các cái cơ sở y tế thu dung thì chúng ta cũng nên là phân tầng điều trị, thì nó có một cái việc là rất quan trọng là trong cái tầng đấy luôn luôn có phòng cấp cứu. Cái này thì một trong cái là chúng ta, thế thì cái này tầng cấp cứu, nhưng tuy nhiên là khi mà trao đổi về mặt nguồn lực, chúng tôi thấy là cái tầng cấp cứu này nó không được có cái gọi là không có đủ người biết đặt ống nội quản. Không biết nội quản thì khi mà bệnh viện Bạch Mai vào thì tham gia vào cái tổ chức, tham gia vào cái mạng lưới và được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phân công. Nhưng cơ bệnh viện Bạch Mai quản lý quận 7, quận 8, một số bệnh viện tư nhân trong cái khu vực điều trị COVID ở trong khu vực hai các quận đấy. Và thấy là gì, là rất nhiều các bạn mới ra trường, các bạn mới ra trường khoảng 5 tháng, 2 năm, 3 năm, hầu như là các bạn chưa làm hồi sức bao giờ cả. Có những bạn học hồi sức đang học ở bệnh viện 1 năm khoảng tháng rưỡi, 2 tháng thì bị triệu về đi điều trị COVID, nó là chưa có kinh nghiệm gì về đặt ống nội quản. Nhưng khi đấy là một trong cái là chúng ta cần một cái phòng cấp cứu, nhưng mà các phòng cấp cứu này cũng chưa đủ cái người để chúng ta làm hết được. Thế thì khi mà có bệnh nhân giảm oxy, có bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, tức ngực các thứ, thì chắc chắn là chúng ta phải cần một cái lực lượng là những người thầy thuốc thăm khám trực tiếp. Lúc này chúng ta không phải là thăm khám mà là gọi là qua điện thoại, qua telemedicine được. Và khi trong điều kiện đấy, bệnh nhân thì chúng ta thấy là gì, ở Việt Nam chúng ta thấy là có cái cơ sở thu dung này thì phần lớn là có bác sĩ, là phần lớn là có bác sĩ, nhưng tuy nhiên là cái lực lượng mà tham gia thì không phải là bác sĩ tim mạch, không phải là bác sĩ hồi sức cấp cứu, không phải bác sĩ hô hấp, nên là không nắm hết tất cả các cái biểu hiện bệnh nhân của các vấn đề của bệnh khác liên quan đến bệnh COVID. Đấy là một trong cái khó khăn. Thế thì các cái khó khăn nữa là gì, khi người bệnh ở trong một cái số khu vực mà đông dân cư, ví dụ quận 7 rồi đấy, chúng tôi thấy có cái khu vực quận 8, khu vực rất đông dân cư như khu khu Phạm Thế Hiển, khu đấy thì rất rất đông người, quận 6 ở phường 6 quận Thế Hiển, cái khu đấy thì có rất nhiều người bị mắc cái COVID mà rất nặng, mà mặc dù là gì là chúng ta cũng cố gắng, nhưng mà vấn đề là trong thời gian dài thì thế thì những cái khu mà nghèo, đường phố chật hẹp, rồi những gia đình mà người ta
nằm ở nhà lâu quá, người ta bắt đầu người ta có những cái rối loạn hành vi, thì khi người ta chống đối cái điều trị COVID, cái này cũng là một cái vấn đề khó. Thế thì trung bình mỗi cái điều trị COVID thì chúng ta biết là chúng ta mỗi bệnh nhân COVID chúng ta phải mất khoảng 4 đến 8 ngày sau khi bệnh nhân bị khởi phát thì nó sẽ diễn biến đến thành nặng. Và các nghiên cứu trung bình thì thời gian là 6 ngày rưỡi, đó là diễn biến từ từ khi mắc cho đến khi suy hấp. Thế nên là chúng ta thấy, và sau đấy cộng thêm khoảng 2 ngày nữa thì 2 3 ngày nữa thì 2 ngày rưỡi nữa thì nó sẽ trở thành hội chứng suy hấp cấp tiến triển ARDS. Nên nếu mà như thế thì có nghĩa là chúng ta mất tối thiểu, với một bệnh nhân COVID mất tối thiểu khoảng 2 tuần, chiếm cái cơ sở y tế khoảng 2 tuần để chúng ta có thể bệnh nhân thoát ra khỏi tình trạng nặng. Thế thì đây là một cái diễn biến của các loại diễn biến của các vấn đề liên quan COVID. Chúng ta biết là những cái virus thì nó trong vòng từ 7 đến 10 ngày nó cứ tăng lên, và bắt đầu đến pha thứ hai là pha tổn thương phổi cấp, pha thứ ba là pha hồi phục, và nó có thể hồi phục nên kéo dài từ 21 cho đến 30 ngày. Cái này là cái khó khăn nhất mà chúng tôi nghĩ là khi điều trị bệnh nhân COVID, chúng tôi nghĩ là đây là một trong, tại vì có rất nhiều điểm khó khăn. Thứ nhất là nó khó về cái mặt điều trị là một phần, nhưng thứ hai nữa là gì, nó tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn. Và chúng ta thấy rõ là được rồi, chúng ta rất nhiều bệnh nhân nhiễm khuẩn bệnh viện, nên cái này là cái rất khó khăn, nó không đơn thuần như chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ giữ bệnh nhân vào đấy. Thế thì các về mặt điều trị thì theo khuyến cáo của WHO thì chúng ta thấy là điều trị COVID thì thứ nhất là chúng ta điều trị theo căn cứ vào việc đầu tiên là chúng ta nguồn lực tính là phân bổ. Nhưng đối với các bệnh nhân thở oxy thì chúng ta có mức độ oxy khác nhau, từ mức độ gọng kính oxy mát cho đến HFNC và thậm chí là chúng ta đặt ống khí quản. Nhưng các cái oxy này, đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng thấy là cái khó khăn là rất nhiều bệnh viện quận huyện là không có cái oxy trung tâm, nên là không có cái khí oxy lỏng. Và khi không có khí oxy lỏng nên chúng ta nối các bình vào nhau thì chúng ta không tải được với một cái lượng mà HFNC với 60 lít phút. Một cái HFNC nó chạy 60 lít phút, đó là gì? Là 10 phút thì nó hết 600 lít khí oxy. Và chúng tôi tính là những cái trung tâm hồi sức bệnh viện Bạch Mai một ngày gần 25 tấn oxy lỏng, đó là 50 tấn oxy mà những ngày nào gần đấy, ngày nào cũng phải đổi, ngày một đến ngày một ngày ngày rưỡi đều phải đổi oxy. Cái thứ hai là thuốc kháng virus, thì các anh chị biết là trong giai đoạn đầu của chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chưa có cái Monopiravir, và sau này thì chúng ta có Monopiravir thì cái này là thuốc uống nó thuận tiện hơn, và chúng ta chỉ có cái Remdesivir, cũng là giai đoạn giữa tháng 7 chúng ta mới có Remdesivir. Và Remdesivir này nó được cấp nhiều, nhưng mà tuy nhiên nó lại dạng thuốc truyền tĩnh mạch nên nó không để cấp được cho chúng ta quản lý ở tầng tầng ban đầu được, nên chúng ta cứ phải cần đi quản lý ở các cái cơ sở tầng 2, tầng 3, đó là cái cơ sở y tế. Thế thì nếu mà như thế thì có nghĩa là gì, chúng ta lại bị cho thuốc kháng virus muộn này, cái thuốc kháng đông thì đợt vừa rồi cũng tương tự như thế, thì có những giai đoạn thì rất nhiều bệnh viện hết cả cái Lovenox, cái này nếu chúng ta lại chuyển sang heparin, chúng ta truyền tĩnh mạch liên tục, thì cái này heparin truyền tĩnh mạch hoặc tiêm ra thì chúng ta biết rồi, chúng ta cũng không có cái biện pháp để theo dõi phù hợp, và rất nhiều trường hợp chúng ta cho thuốc kháng đông cũng không phù hợp, nên đây là những cái khó khăn. Thì còn các trường hợp như lưu ý như phụ nữ có thai thì chúng ta cần chú ý là luôn luôn phải duy trì SpO2 trên 95% đối trẻ em, thì chúng ta cũng thường mặc dù nó không nhen không nặng nhưng chúng ta cũng phải chú ý những bệnh nền của các trẻ em. Đối với cái thuốc kháng virus thì người ta khuyến cáo là càng sớm càng tốt khi khởi phát bệnh, và người ta cho trong vòng 10 ngày khi có triệu chứng đầu tiên. Nhưng tuy nhiên là chúng ta biết là rất nhiều trường hợp là bệnh nhân chúng ta không biết là bệnh nhân có bị biểu hiện từ lúc nào, và chúng ta bệnh nhân cũng không có triệu chứng nên người ta đi lang thang, người ta lây hết cho người nọ người kia, xong đấy thì cái người bị lây lại không không nặng, và cái người nhà thì lại mới nặng và tử vong. Thì chúng tôi cũng có trường hợp như thế, có những trường hợp mà chúng tôi đã gặp là cả nhà ở trong nhà 3 tháng không sao, bà cụ già 74 tuổi đi tiêm phòng COVID về được một tuần sau thì thấy mệt mệt, ăn uống kém, không để ý, và sau đấy cả nhà 8 người con thì bị dương tính cả. Thì khi mà 8 người con dương tính cả thì bắt đầu hai người 60 tuổi nặng thì bị tử vong, còn cái những người nhẹ hơn thì may, và cụ thì cũng không nghiệm sao, nhưng mà cái người lại có như là cái người bị tử vong lại không phải là cái người, thậm chí là không phải người lớn tuổi nhất trong nhà. Cái dexamethasone thì các anh chị biết là dexamethasone và corticoid khác thì chúng ta cho nó rất là dễ, vì ở đối với chúng ta thì phần lớn là mua những cái thuốc này rất là dễ dàng. Và đợt vừa rồi COVID thì mọi người cũng nói câu là quen thuộc là chống viêm chống đông, là chúng ta cho thuốc kháng viêm, nhưng khi này cho thấy kháng viêm chúng ta thấy là có một cái hệ quả mà giữa tháng 8 là chúng tôi bắt đầu nhận bệnh nhân, 12 tháng 8 là chúng tôi hồi sức bắt đầu nhận bệnh nhân vào, thì bệnh nhân trong tình trạng đường máu toàn trên 25-30 và bệnh nhân là sốc nhiễm khuẩn rất nhiều, bệnh nhân vào bệnh nhân nào lactate 9-10, nên là bệnh nhân bị vừa thiếu dịch vừa nhiễm toan cetone đái tháo đường,
này vừa cộng với lại nhiễm khuẩn bệnh viện, nên đấy là những cái vấn đề. Và sau đấy thì chúng ta cũng chưa kiểm soát được những bệnh như, ví dụ như viêm gan mạn hoặc là các nhiễm khuẩn như nhiễm Klebsiella, nhiễm E. coli, nhiễm trực khuẩn màu xanh và là đa kháng. Thế thì theo cái nghiên cứu recovery thì người ta thấy dexamethasone nó cái đối với cái nhóm mà bệnh nhân thở xâm nhập và đối với nhóm thở oxy thì nó lại giảm tỷ lệ tử vong so với điều trị thường quy, tức là chúng ta điều trị thường quy. Nhưng tuy nhiên đối với nhóm không thở oxy thì cái tỷ lệ tử vong nó thậm chí nó còn cao hơn, tức là nó chúng ta thấy nó không có lợi. Thế thì cái mà đợt vừa rồi Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã biết là rất nhiều trường hợp là được khuyến cáo là trong cái túi thuốc ấy, thì đã có sẵn dexamethasone. Anh chị chú ý là cũng rất là cẩn thận trong trường hợp như thế vì chúng ta không. Thế đây là một trong cái cần lưu ý để các cái không có corticoid, và sau này thì một số các cái nghiên cứu gọi là nhỏ thì người ta cũng nói về vấn đề corticoid liều cao, đó là mục đích chính của cái này là người ta giảm cái cơn bão cytokine. Nhưng mà cái liều cao thì chúng tôi cũng thấy là cái có những cái bất cập là vấn đề là liên quan những phần bệnh viện. Về các điều trị bệnh lý, về điều trị bệnh lý nền thì cái này khó khăn đợt vừa rồi ấy, thì chúng tôi thấy là cho rằng cái bệnh lý nền ví dụ như một số bệnh viện chúng ta chỉ được cấp cơ số nhất định các thuốc huyết áp, các thuốc tiểu đường, nhưng chúng ta không cấp được các cái thuốc mà bệnh nhân đang dùng. Ví dụ như có những bệnh nhân đặt stent mạch vành chẳng hạn, như thế bệnh nhân không được cấp những cái thuốc mà thuốc chống đông mà người ta thường đang được dùng, hay là các thuốc huyết áp, thuốc tiểu đường chúng ta được cấp sẵn nhưng chúng ta không có những đủ phương tiện để chúng ta theo dõi, chúng ta không đánh giá hết được vì trong điều kiện bệnh viện dã chiến. Chưa kể những bệnh lý khác như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì rất nhiều bệnh nhân vào vì không có người nhà người thân. Chúng tôi ở trung tâm hồi sức thì không làm thế nào để phân biệt được là bệnh nhân này có, nhưng vì chúng ta cứ đem bảo hộ kín bưng mà chúng ta không biết làm thế nào để chúng ta thấy là bệnh phổi có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không. Khi chụp phim lên thì thấy là dấu hiệu giống như mình một bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dặn phế quản phế nang rồi đủ thứ trên phim, thì có khi đấy hỏi đi hỏi lại thì thậm chí gia đình người ta cũng không nắm được vì người ta con cái ở cùng cũng không thể biết được bệnh. Thì các cái tình trạng mới xuất hiện thì chúng tôi rất hay gặp là các cái biến chứng của cấp tính của đái tháo đường như tolesterol đái tháo đường, tăng áp lực thẩm thấu, suy thận cấp. Và những bệnh nhân gọi suy thận cấp thì rất nhiều vì do là thiếu dịch, do bệnh nhân bị trong điều kiện kéo dài. Thế thì cái mà nhiễm khuẩn bệnh viện trong tuần đầu tiên chúng tôi vào thì chúng tôi cũng chưa triển khai nhiều vi sinh, về tại bệnh viện Bạch Mai chúng tôi chưa triển khai nhiều vi sinh. Nhưng tuy nhiên sau cái tuần thứ hai thứ ba thì bệnh viện Bạch Mai đã triển khai cấy soi đờm rất nhiều, và cấy thì ra phát hiện ra rất nhiều các trường hợp bị nhiễm các vi khuẩn đa kháng thuốc, ví dụ E. coli, Klebsiella và Acinetobacter baumannii. Mà cái này tất cả trường hợp này không đơn thuần là tại trung tâm hồi sức mà nó chuyển từ các bệnh viện quận huyện lên. Sau này thì rất nhiều bệnh viện quận huyện, các bệnh thậm chí cả các bệnh viện dã chiến họ chuyển lên thì chúng tôi cấy gọi là cấy cái chuyển lên nơi là cái đờm và ra toàn cái vi khuẩn kháng thuốc và thậm chí là kháng sạch tất cả các thuốc kháng sinh. Nên có thể có nghĩa là gì, chúng ta thấy là bệnh nhân như thế này thì bắt đầu bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, và chúng ta lại chưa nghĩ đến là bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn mà chúng ta đang đóng đinh trong đầu là bệnh nhân bị mắc COVID. Cái đấy là một trong cái mà rất là nan giải. Thế thì bản thân cái ARDS thì tỷ lệ tử vong hiện nay là từ 40-70%, mặc dù có ECMO nhưng mà tỷ lệ tử vong của những cái nhóm và ARDS nặng thì cũng có thể lên đến 70% thì từ các nghiên cứu. Và thế thì có nghĩa là gì, riêng một cái không trong điều kiện bình thường đã tỷ lệ tử vong đã cao rồi, hãy mắc thêm các vi khuẩn này thì chắc chắn là vi khuẩn kháng thuốc như thế thì tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn nữa. Chưa kể tiếp theo là chúng ta thấy các cái bệnh lý gọi là các bệnh viện quận huyện thì chúng ta sẽ không đủ các cái thuốc kháng sinh, ví dụ như chúng ta không thể có sẵn colistin, chúng ta không thể có thuốc chống nấm. Mà nấm còn là một vấn đề nan giải, trong giai đoạn sau thì bệnh viện Bạch Mai cũng đã cấy ra rất nhiều trường hợp nấm, các vị nhiễm nấm, trong đấy có cả nấm như nấm aspergillus là một trong cái nấm mà nó làm tăng tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân COPD và bệnh nhân hen phế quản mà chúng ta đã biết từ trước đến nay. Thế thì điều trị tại bệnh viện thì đối với các điều trị bệnh viện thì người ta phân thành các cái điều trị mà có bệnh nhân cần phải thở oxy, đối với các bệnh nhân không cần thở oxy thì bản chất của vấn đề thì chúng ta cũng thấy là các cái thuốc corticoid ok là vấn đề một trong những vấn đề quan trọng. Và thứ hai nên là các cái thuốc kháng virus là một trong vấn đề thứ hai. Thế thì đối với điều trị COVID thì có là chúng ta quan tâm nhiều vấn đề các điều trị COVID, nhưng mà chúng ta vẫn chưa đặt nhiều các cái vấn đề điều trị bệnh lý nền. Nên chúng ta thì chú ý. Nên là xin nhắc lại là cái điều trị bệnh lý nền là một trong cái vấn đề quan trọng. Để tại các cái đơn vị hồi sức gọi là tầng 3, thì khi mà trong cái đơn vị hồi sức tầng 3 thì theo khuyến cáo của WHO thì người ta có mấy chủ điểm chính người ta cần quan tâm. Thứ nhất là đây là một cái nơi mà tập trung tất cả bệnh nhân COVID rất nặng và có cả máy HFNC rồi máy thở không xâm nhập nên nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên rất cao. Nhưng tuy nhiên là các phần lớn các cái khuyến cáo này lại tập trung nhiều cho gọi là cho lây nhiễm cho nhân viên,
Các lời ví dụ như là chúng ta phải trang bị thiết bị bảo hộ, rồi chúng ta còn phải có khẩu trang N95 đạt chuẩn nó kia các thứ. Và thứ hai là khi chúng ta đặt ống nội quản, chúng ta cần phải cái người có kinh nghiệm nhất, hoặc là chúng ta phải cần có cái phương tiện hỗ trợ như là cái đèn đặt ống có camera để giảm nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế. Nhưng tuy nhiên chúng tôi thấy là ngay trong cái khuyến cáo thì người ta cũng có nói, nhưng mà nói rất ít về các vấn đề nhiễm vi khuẩn đa kháng và nhiễm nấm trong các đơn vị hồi sức này. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã trao đổi với tiến sĩ Trương Anh Thư về vấn đề các biện pháp chúng ta phải tuân thủ chặt chẽ, các biện pháp để làm giảm các nhiễm khuẩn đa kháng này là một trong cái mà chúng tôi thấy rất rất nan giải và rất khó khăn. Thì cái này một trong cái mà chúng tôi thấy là một trong nguyên nhân chính gây tử vong ở các bệnh nhân nằm hồi sức đợt vừa rồi. Thì đây là nhiễm các vi khuẩn kháng thuốc và nhiễm nấm, đây là một trong mấu chốt. Thế thì chúng tôi đề xuất là gì, phải luôn luôn phải tuân thủ chặt chẽ các cái quy trình và chúng ta kiểm soát nhiễm khuẩn thông thường. Cái khó khăn nhất đợt vừa rồi ấy, là chúng ta mặc quần áo bảo hộ mà rất nhiều nhân viên y tế của chúng ta đi găng tay nhưng chúng ta không thay găng khi thăm khám cho bệnh nhân, và chúng ta không sát khuẩn tay khi thăm khám cho bệnh nhân, thì nó dẫn đến một cái tình trạng là chúng ta bôi từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác là có thể. Và chúng ta cần chú ý là chúng ta cần chú trọng hơn cái này không phải ở tại trung tâm hồi sức tầng 3, mà chúng ta cần phải chú trọng từ các cái trung tâm hồi sức, từ gọi là các cái bệnh viện dã chiến. Các anh chị biết là như thành phố Hồ Chí Minh ấy, nhiệt độ thì nóng mà môi trường thì đến mùa mưa ẩm, thế cuối cùng là gì, là bệnh nhân thì khó thở, thở oxy nhiều, nhà tắm, nhà vệ sinh không đầy đủ tất cả thứ, mà chúng ta sẽ không có nơi và không có người phụ giúp để chăm sóc bệnh nhân, thì cái nguy cơ nhiễm khuẩn cực kỳ lớn, nó sẽ lớn rất nhiều. Nên cái này, điều này thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy rõ là cái chỗ là chỉ cứ cấy các cái vi khuẩn ở đấy cũng ra vi khuẩn đa kháng thuốc như bình thường, hay là giống như một như ở trong cái trung tâm hồi sức lớn. Trong hồi sức thì chúng ta thấy là trong giai đoạn đầu từ giữa tháng 8 chúng tôi nhận bệnh nhân, thì phần lớn các bệnh nhân chuyển đến chúng tôi trong tình trạng sốc, hay là bệnh nhân sốc rất nặng, là bệnh nhân phải dùng thuốc vận mạch, noradrenaline các thứ. Thì chúng ta biết là sốc nhiễm khuẩn thì cái này thì chúng ta lại bị bỏ qua, vì tại vì chúng ta không có trang thiết bị cấy, không soi, chúng ta không tìm thấy vi khuẩn ngay từ đầu, và chúng ta thế thì chúng ta cứ nghĩ là do virus, chúng ta nghĩ là do tắc mạch phổi. Và chúng ta thấy trong này thì quan trọng nhất là chúng ta phải bù dịch, và bù dịch chúng ta căn cứ vào lactate, căn cứ vào dấu hiệu refill, căn cứ vào các cái thăm dò huyết động có thể, như chúng ta đo IVC, chúng ta đo CVP, hoặc chúng ta có thể sử dụng USCom, thậm chí là các cái biện pháp khác như là ECO. Noradrenaline là một trong những biện pháp thuốc lựa chọn đầu tay trong cái quá trình để chúng ta giữ, đang ta điều trị sốc nhiễm khuẩn ở những bệnh nhân COVID giống như bình thường. Trong trường hợp không có sẵn noradrenaline có thể thay bằng dopamine, và chúng ta chú ý là bù, có thể bù dung càng keo là bù albumin thêm để cho nó đảm bảo áp lực tổng thấu để giữ nước trong lòng mạch. Các biện pháp khác như liệu pháp oxy, thì các biện pháp này thì các thầy các anh chị ở các nghi hội nghị hội thảo cũng đã nói rất nhiều rồi. Chúng ta đã có những bài dành riêng cho HFNC và Bộ Y tế cũng đã đưa khuyến cáo gần nhất là trong tháng 10 vừa rồi, là cũng đã đưa ra cái gọi là áp dụng HFNC cho các bệnh nhân COVID. Nhưng tuy nhiên chúng ta thấy là HFNC có một cái lợi thế là cái giá về đầu vào mua một cái trang thiết bị này nó không cao, nó chỉ bằng khoảng 1/5, 1/7 so với cái máy thở thông thường, và nó giúp cho chúng ta dễ tiếp cận hơn, và chúng ta thấy là gì, nó cũng dễ áp dụng hơn, nó là ai cũng có thể áp dụng, từ bác sĩ điều dưỡng đào tạo, thời gian đào tạo ngắn hơn nên chúng ta có thể áp dụng giúp cho bệnh nhân nhiều hơn, và chúng ta sẽ cải thiện được cái nguồn chăm sóc, vì khi chúng ta không phải đặt ống thì cũng giảm nguồn lực chăm sóc. Nhưng tuy nhiên nó có một cái nhược điểm cực kỳ lớn là nó gây tốn rất nhiều oxy, anh chị chú ý là tốn kém rất nhiều oxy. Cái này không, nếu bình thường chúng ta thở 5-7 cái HFNC chúng ta không để ý, nhưng khi chúng ta thở đến hàng chục cái thì chúng ta phải để ý, vì chúng ta không vận chuyển nổi cái oxy ra cái gì mà chúng ta làm, chúng ta cần có hệ thống oxy lọc. Nhưng chúng tôi biết là bệnh viện quận 7 là người ta phải thuê hẳn một cái xe bồn oxy để người ta để sẵn đấy, để cho khi mà bệnh nhân cho chạy hàng ngày, chứ không thể không đáp ứng nổi với khoảng gần 300 bệnh nhân từ mức độ khác nhau, có cả bệnh nhân thở oxy nhẹ. Đặt ống nội quản và thở không xâm nhập, thì cái này thời điểm đặt ống nội quản nó rất quan trọng. Nếu chúng ta đặt sớm quá thì chúng ta rất băn khoăn, nhưng mà chúng ta cũng không đủ nguồn lực để chúng ta chăm sóc. Nhưng nếu chúng ta đặt muộn quá thì bệnh nhân tử vong, và chúng ta nghĩ là gì, chúng ta cứ đặt ống là tử vong, đấy là không, đấy một cái quan điểm rất sai. Để chúng tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian để các thầy cô thuyết phục được các anh chị em hiểu được cái vấn đề này. Đó là chúng ta thấy là trong giai đoạn đầu rất nhiều bệnh nhân đang thở oxy, đang nói chuyện được, HFNC được, nhưng mà cầm cự, nhưng khi đặt ống 1-2 hôm sau thì bệnh nhân tử vong. Thì cái này cũng là một cái mà chúng ta cần băn khoăn, cần chú ý. Và đối với các trường hợp khác thì khi chúng ta đặt ống nội quản rồi thì chúng ta thấy đây là một ARDS, thì chúng ta có khuyến cáo theo thông tin theo ARDS Network, thì chúng ta đã nhìn thấy cái sơ đồ ngay từ đầu ấy, thì đấy là một trong cái. Các biện pháp khác như liệu pháp thận thay thế, thì liệu pháp thận thay thế liên tục, đó là gì, trong trường hợp bệnh nhân có tổn thương thận cấp mà thì chúng ta sẽ tổn thương, thì cái mức độ khuyến cáo là mức độ B3
Và đối với các trường hợp mà chúng ta không có sẵn CVVS thì chúng ta có thể làm lọc máu ngắt quãng được. Cái này chúng ta cũng phải để ý đề phòng. Nhưng tuy nhiên đây là trường hợp bình thường. Còn chúng ta để ý những trường hợp mà bệnh nhân này gọi là bị suy thận mạn. Cái này cũng là một cái khó khăn khi mà chúng ta thiết lập cả một cái hệ thống có nước RO. Và đối với trường hợp thứ năm là chúng ta ECMO. ECMO thì hiện nay thì các cái nghiên cứu thì các anh chị nhìn vào cái số liệu đây thấy là cái tổng số bệnh nhân làm ECMO không nhiều. À, tổng số hiện nay mà số này nó chỉ trong vòng 6 tháng vừa rồi thì nó chỉ tăng khoảng 2.000 ca được thông báo, nên là được đăng ký. Và cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân thì cũng trên 50%, gần 45%. Thì chúng ta thấy là với ECMO hiện nay chính chưa đủ bằng chứng để đưa ra cái gọi là chắc chắn. Nhưng tuy nhiên đây là một cái liệu pháp cứu nguy, đó là trong lúc chúng ta không còn giải pháp nào khác thì chúng ta phải cầm cự để chúng ta chờ các phổi nó hồi phục, thì ECMO cũng là một giải pháp. Thì đây là một cái trung tâm hồi sức của bệnh viện của chúng tôi ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì các anh chị nhìn thấy và các anh chị thấy là rõ ràng nếu mà như này thì chúng ta có đây gọi là chúng ta đã bố trí tốt lắm rồi, gọi là để gọi là không bị quá đông. Nhưng tuy nhiên theo yêu cầu thì một trung tâm hồi sức từ một cái giường hồi sức này thì khoảng 30 khoảng 20 mét vuông thì chúng ta chỉ bố trí khoảng 1-2 bệnh nhân, nhưng đây chúng ta đến có đến 10 12 bệnh nhân. Cái đây là một trong cái mà chúng ta thấy là rất khó khăn khi mà chúng ta triển khai hệ thống hồi sức. Thì đây là kể cả những cái trung tâm hồi sức lớn như ở Vũ Hán thì đại dịch, khi mà đại dịch các anh chị nhìn thấy người ta cũng phải bố trí xem xét này, nên chúng ta cũng không đủ nơi để chúng ta chăm sóc như bình thường một cái phòng này chúng ta chỉ có 3 bệnh nhân, thì bây giờ lên đến hàng chục bệnh nhân. Đây là cũng là cái khó khăn thì không phải riêng ở Việt Nam mà ngay cả Trung Quốc hay giai đoạn đầu họ cũng bị tương tự như thế. Thế thì cái khi mà điều trị theo phân tuyến thì các anh chị chú ý là việc điều trị các khuyến cáo các cái gọi là các cái thuốc men thì đã có rõ các cái tài liệu Bộ Y tế đã quy định, nhưng tôi không nói trong các cái nội dung này. Nhưng tuy nhiên là cái khó khăn chúng ta thấy là chúng ta lượng bệnh nhân trong giai đoạn đầu thì thường nó vào ồ ạt đông, có những bệnh nhân vào tiếp nhận 500 bệnh nhân một ngày nhưng bác sĩ không nhớ hết. Nên là chúng ta không làm là chúng ta quản lý thì chúng ta sẽ phải cân nhắc các cái giải pháp để chúng ta quản lý thông tin bệnh nhân là quan trọng. Cái thứ hai là chúng ta thiếu một cái lực lượng chăm sóc người bệnh, đó là chúng ta chăm sóc người bệnh. Thế thì thiếu thì có là chúng ta đủ có thể có một bác sĩ có thể quản lý được 10 bệnh nhân, 20 bệnh nhân, thậm chí 50 bệnh nhân, nhưng mà chúng ta một điều dưỡng chúng ta chỉ có quản lý được 5 3 bệnh nhân được, kể thậm chí là những bệnh nhân thở oxy thông thường chứ chưa nói đến bệnh nhân thở máy. Thế cái chưa kể là gì, chúng ta không có cái kinh nghiệm trong khâu tổ chức, vì khâu tổ chức nó chúng ta phối hợp, vì tại vì trong COVID đợt vừa rồi chúng ta phải có rất nhiều lực lượng tham gia vào điều trị COVID nói chung, và chứ không riêng một bệnh viện nào, nên các bệnh viện gọi là bệnh viện dã chiến này chúng ta ghép người từ các bệnh viện khác nhau, chúng ta cần phải có kinh nghiệm hơn. Về mặt thiếu nguồn lực chuyên sâu thì thiếu những các bác sĩ chuyên khoa như tim mạch, chúng ta thiếu những bác sĩ chuyên khoa về đột quỵ, chúng ta thiếu những bác sĩ về hồi sức cấp cứu, và chúng ta cần những người có kinh nghiệm về chỉ huy, nên là chúng ta có chỉ huy về cái vấn đề tổ chức, về vấn đề điều trị cái này. Thì khi chúng ta thiếu nguồn lực chuyên sâu nữa thì bên cạnh đấy chúng ta thiếu các trang thiết bị như bệnh viện dã chiến, chúng ta thiếu cả cái máy siêu âm, chúng ta thiếu cả những cái máy chụp chiếu khi cần thiết. Và chúng ta thấy là ở thành phố Hồ Chí Minh thì có giai đoạn là phân thành 5 tầng. 5 tầng nghĩa là chúng ta thì có những bệnh nhân được chuyển tầng liên tục, chuyển từ tầng nọ lên tầng kia, chuyển liên tục, chuyển hôm nay thì từ hai một lên tầng 2, hôm sau chuyển từ 2 lên tầng 3, tầng 3 lên tầng 4. Thì các anh chị biết là có những bệnh viện chúng ta chuyển như thành phố Hồ Chí Minh có những nơi chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác 40 cây số, nhưng trong thành phố Hồ Chí Minh hơn 40 cây số chúng ta vẫn chuyển hơn 1 tiếng đồng hồ, thì bản thân như thế là cả đi cả về chúng ta mất 2 giờ đồng hồ, mà mất đến hai nhân viên vận chuyển cho một bệnh nhân như thế, hoặc là chúng ta mất quá nhiều thời gian vào các cái khâu mà chúng ta không trực tiếp điều trị bệnh nhân. Thì đây là những cái vấn đề chính. Thì khi mà phân tầng điều trị thì chúng ta chú ý là đây là một cái giải pháp phù hợp với cái tình hình bùng phát dịch khắp nơi, đặc biệt là trong điều kiện y tế Việt Nam chúng ta có sự hỗ trợ giữa các tỉnh với nhau, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta cần phải quản lý thông tin bệnh nhân nó phù hợp hơn, và chúng ta cũng điều trị cũng cũng chú ý là cái kháng viêm kháng đông là cái điều trị, cái thời điểm điều trị là cái tiên quyết. Và bên cạnh đấy thì chúng ta phải chú ý là COVID không chỉ có là COVID nó chỉ là một vấn đề chỉ gọi là kèm theo của bệnh lý, nó là bệnh lý nền kèm theo, và chúng ta cần phải có điều trị bệnh lý nền cho phù hợp. Vâng, em xin hết ạ.